Chào các bạn, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Ngày hôm nay mình quay những chú mèo con của mẹ Tam cho các bạn xem. Mình cho mèo mẹ ăn để cho ra ngoài để mình quay những chú mèo con. Đây, trong lúc không có mẹ ở cái bên thì những chú mèo con này là xếp chồng lên nhau, ủi vô nằm đè lên nhau cho nó ấm sao. Đây là mình quay hết năm chú một chỗ đây, để chút nữa những cái màu mà sặc sỡ thì mình dễ thấy nha, còn hai chú màu đen này hơi khó thấy. Chung nữa đêm chung nữa mình bắt lên trên tay các bạn xem. Có một chú rất giống mẹ luôn. Thì hôm nay lông lá khô hết rồi. Hôm nay là sau sanh một ngày. Lông khô hết rồi, nhận dạng được rồi. Ai có màu gì là biết hết màu đó. Hai chú màu đen, hai chú con, có hai chú màu đen, một chú màu vàng, hai chú mèo tam. Đen là không thấy mặt luôn. Hai chú đen thì một chú là ở có chân thì có bớt. Có hai chân sau bớt nhiều hơn hai chân trước. Chút nữa mình sẽ quay cận cảnh các bạn xem. Đây cái chú này nè, cái chú mà hai chú tam mà cái chú mình nó giống mẹ nhất là chú này. Cái chú mà màu lông có màu vàng 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 lửa đó thì giống mẹ. Xa chân nha, không đi lên đi xuống chứ xa cái chân nha. Cho tôi không quay cho kiếm tiền nữa. Mẹ sau khi ăn xong tranh thủ vô nằm cho con nó bú. Có con này nhìn giống Beo này. Này chú này nè, nhìn giống Beo, cổ màu trắng. Trong lúc cho con bú thì mẹ tranh thủ ngủ. Mẹ này dễ ngủ lắm. Hồi bữa vừa đẻ vừa ngủ luôn.
Công nhận à, mẹ Tam đẻ con đẹp thiệt. Để mình bắt ra một con đây. Đây là một chú mèo tam có màu hơi lúc lúc trắng, lúc lúc đen ít. Mặt rất cute luôn. Rồi đây là chú màu đen. Một trong hai em màu đen. Thì cái em này là đen hai chân sau có bớt nhưng mà bớt ít nha. Còn chú kia là gà. Chú này thì cái chân có bớt ít. Hai chân sau có bớt ít. Với cổ có một chút xíu trắng. Còn cái chú kia thì hai chân sau bớt nó nhiều hơn. Còn đây là một chú màu vàng duy nhất. Vàng nhìn rất vàng ươm luôn, sạch sẽ. Vàng thôi, chiếm màu vàng. Vàng rực rỡ ha. Đây, chú mèo này là giống mẹ nhất luôn, chỉ khác cái mũi là không có đen thôi. Trên lưng rất giống mẹ luôn, cái mặt cũng giống luôn, y chang như mẹ, chỉ có khác lỗ mũi. Cái mũi của mẹ thì có một chấm đen, còn mũi này không có, còn con mắt một bên đen là y chang luôn. Để mai mốt mình sẽ quay mẹ một con một một lúc cho các bạn xem nó giống cỡ nào ha. Tiếp theo là chú màu đen. Đây, chú màu đen này thì hai chân trước có bớt ít nha, bớt trắng ít, còn hai chân sau bớt trắng nhiều đó. Đó, chân sau như là chiếc vớ luôn. Cái mặt thì giống nhau, mắt hơi hí vậy đó. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.